Sáng giờ bán được không cô? Cũng trả được. Dạ. Đây là người đại luôn. Người là đại cái nhỏ con vậy. Dạ. Đại chúng ta là gì á? Anh đại chúng ta là gì con? Con ở Vĩnh Long. Cái này là 325 ngàn. Sáng giờ bán được không cô? Chị khoai lang này bán sao vậy chị? 40 ngàn ha. Dạ. Lấy cho em 10 ngàn khoai đi. Xong. Tập. Dạ, cái lợp bự hơn cái lờ. Cái xả. Cái khả. Cái khả. Dạ. Dạ. À, lúc này kinh doanh buôn bán đỡ không chế? Dễ quá hả? Ký vậy mình bán nhiêu tiền ngay chứ? Dạ. Miếng chùm. Dạ xin mến chào quý cô chú anh chị. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trong một video clip tiếp theo của em ngày hôm nay nha. Thì hôm nay em mời quý cô chú anh chị mình cùng về cái nước Rầm Dơi của Cà Mau để đi tham quan chợ Rầm Dơi với em nha quý cô chú anh chị. Hôm nay mình đi tham quan chợ Rầm Dơi trước nha cô chú. Hiện tại nơi em đang đứng đây là ở dưới chân cầu Dương Thị Cẩm Vân quý cô chú anh chị mình. Hướng đi thẳng này nè là mình có thể đi về thành phố Cà Mau được cô chú. Từ đây cách thành phố Cà Mau thì khoảng chừng 20 mấy cây số. Còn hướng ngược lại á thì là cô chú anh chị có thể là đi về cái nước. Thì từ đây mình cách ra cái nước khoảng chừng 30 mấy cây số cô chú. Đây, trên đây là cầu Dương Thị Cẩm Vân ha. Qua bên đây là thuộc khu vực của chợ Đầm Dơi nè cô chú. Để em đi review một vòng chợ cô chú anh chị xem buổi sáng hôm nay nha. Dạ, chào mấy anh mấy chú. Đây có mấy anh mấy chú chạy xe ôm ở bên đây cầu. Sáng giờ chạy được không anh? Ế quá rồi. Ế hả? Giờ là tới Tết mới đông quá ha anh. Tháng sau á. Tháng sau mới đông. Dạ. Tháng này là thấy bà con đi chợ cũng cái hơi đỡ hơn. Dạ. Thì một số ngôi chợ tháng này người ta bán chậm á anh. Người ta để dành tiền Tết đi chợ. Dạ. Dạ. Thì cô bác anh chị nào ai có đi xe ôm thì đến khu vực này ha. Dưới chân cầu Dương Thị Cẩm Vân. Dạ. Đó, bến xe ôm của mấy anh mấy chú đây. Anh hủ tiếu mà bán hột vịt thối đó hả? Trời đất ơi. Nghe tên quá dữ luôn á. À. Đẹp đó mà mấy ơi. Dạ. Này là hột vịt lạc mà, chứ đâu phải hột vịt thối. Em trai nó hột vịt lạc chứ không vịt thối đâu. Dạ. Trời ơi, hột vịt thối nhiêu đây là khủng dữ lắm luôn á nha. Ở đây thì bán trứng các loại đây cô chú anh chị. Bữa nay đến một bữa nhiều lắm. Mà bữa nhiều hơn hả anh? Nhiều củ hành Hàn Quốc. Củ hành Hàn Quốc hả chú? Đây cái củ này chắc củ hành Hàn Quốc đây. Một túm vậy là mình bán nhiêu tiền đây anh? 400 ngàn. 40 ngàn à? Ồ cũng rẻ ha. Còn cái túm bên này đây là tỏi bên Nhật. Tỏi bên Nhật. Wow, ở đây bán toàn hàng nước ngoài nhập khẩu không ha? Hàng cao cấp không ha? Dạ, hàng cao cấp không? Một túi vậy là mình bán nhiêu tiền đi chú? 50 ngàn. Đây là tỏi Nhật kia cô chú. Đó. Còn trứng cút là một bọc 50 hột 50 ngàn. Trứng cút một bọc 50 hột 50 ngàn luôn. Kênh của em là Khám Phá Vĩnh Long. Hả? Tên của em tên là Khám Phá Vĩnh Long. Khám Phá à? Dạ Khám Phá. Khám Phá Vĩnh Long. Đó. Trứng cút cô chú anh chị. Đó. Trứng rồi các loại luôn nha. Bịch 50 hột 50 ngàn. Tương đương 1 ngàn 1 hột. Dạ Khám Phá Vĩnh Long bảy. Bảy bán hủ tiếu bên này hả bảy? Đây là đặc sản
của chị bên đó đó. Của chị bên đó luôn. Thấy anh mà kêu bằng chị hết ta. Dạ. Dạ. Vậy là kim hủ tiếu với hột vịt luôn. Nè, đặc sản Hà Nội rồi cô chú. Miếng sạch. Nha Trang hả chú? Vậy ở đây để đặc sản Hà Nội ha. Một bịch về mình bán bao nhiêu tiền vậy chú? 40 ngàn. Ở đây là hủ tiếu khô rồi cô chú. Một ngày chạy 10 triệu mấy tiền quảng cáo. Dạ gì như chợ Đầm Dơ. Ở đây buổi sáng mà còn rất là vui vẻ cô chú. Đấu giá chợ Đầm Dơ hả chú? Dạ. Trời ơi, vậy là dễ sắm nhà lầu xe hơi dữ à. Dạ. Dạ. Chuyên gia bán hồng vịt thối à. Chuyên gia bán hồng vịt thối luôn. Chuyên gia vịt thối đó. Vậy là ai mua hồng vịt lạc có chừng lộn vô hồng vịt thối là chết luôn á. Chuyên gia bán hồng vịt thối mà. Dạ. Mà hồng vịt thối là cũng có giá lắm á nha. Quay lại cái anh mà Bắc Liêu. Làm gì chú? Ghép hình hả? Ship hình hả? Cái anh chạy ship ở Bắc Liêu. Chạy ship. Chạy ship là chạy sao ta? Chạy shipper anh ơi. À, shipper ha. Dạ. Đó. Bên đây lộ thì có quán cà phê, có chú quán quán em qua đây cô chú anh chị. Chào chú. Kênh này kênh gì đây? Dạ kênh của con tên là Khám Phá Vĩnh Long. Khám Phá Vĩnh Long á, nhưng mà chú có một việc bức xúc mà có thể chú nói con đưa lên được không? Mà cái chuyện gì đừng có liên quan tới chính trị thì đưa được à. Không có chính trị mà liên quan tới vé số nè. Vé số ha. Vé số sao đâu chú nói thử con nghe thử chú. Bây giờ vấn đề vé số á là trên đài á. Dạ. Bán là đài cho giả. Dạ. Mà mấy cái đại lý ở cấp 2, cấp 3 này đó là bán không cho giả, ép người. Bây giờ những người dân bây giờ rất là khổ. Còn tiền lời bây giờ mỗi lần bán một vé lời 1.000 mốt, bây giờ nó giật lời còn có 1.000. Dạ. Bây giờ cái người dân bé với số quyền làm dơi nè. Tôi nói là bây giờ đang bức xúc mà tôi không biết đưa nói rồi cái này tức mà không biết nói cho mấy người mà công ty thấu tay tới giám đốc công ty sổ số kiến thiết giải quyết như thế nào. Dạ bức xúc với vấn đề đó ở trên mà xứ con cũng vậy chú. Mấy cô bác lớn tuổi là tới chiều là đứng ra ở đúng ngoài rồi. Đường á, người ta đứng người ta ngoắc người ta bán đứng ngoài đường rất là khổ mà bán không được đó trả. Không cho trả. Nhưng mà có báo chí phản ánh vụ đó rồi, có cho trả thời gian chú. Báo chí trả phản ánh nhưng mà ở đại lý này nó không cho trả rồi, bây giờ mình biết nói ở đâu đây? Cái này con cũng không biết luôn. Phải mình kiếm bên báo chí á. Đó thì bây dạ. Giờ tức có cái là tại sao những người mà làm như vậy đó là tại sao công ty không đứng ra để giải quyết mấy cái người đại lý vé số cấp 3, cấp 4 mà bây giờ người dân rất là khổ luôn, những người dân bán vé số rất là khổ mà. Dạ. Cái đại lý bây giờ nó ép người giờ ép người dân nghèo người ta với mấy người già bây giờ bán không hết là không cho trả luôn hả chú? Đúng rồi, không cho vậy trả là luôn. Cái đó mình ôm lời ăn lỗ chịu ôm. Dạ bắt buộc phải ôm rồi bắt đầu thiếu nợ. Dạ rồi giờ đại lý số là căng quá ha chú. Nó mà bức xúc có nhiều đó mà giờ mình không biết nói là mình nói ở đâu. Dạ. Hồi xưa là lời tờ 1.000 mốt, bây giờ chỉ còn có 1.000 đồng tờ. Cho nên những người dân bán vé số bây giờ người ta bức xúc lắm. Dạ. Dạ. Chỉ có bao nhiêu đó. Đủ vé số của chú đây cô chú. Dạ. Này nên qua bên thông tin nhà báo rồi á, mình phản ánh cái đó nó dễ hơn. Tại con là YouTuber là nhưng mà chú không biết ở đâu, nhưng mà chú nhờ những cái kênh YouTube mà có tiếng đưa lên. Con thì đi review chợ đồ á chứ không lên mảng tin tức, nhưng mà cái này con đưa lên giùm cho chú nè. Dạ. Đưa lên giùm đi cho bà con dân, biết ha. Là người dân ở huyện Đầm Dơi rất là bức xúc luôn. Dạ. Rồi con chúc chú nhiều sức khỏe nha. Rồi cảm ơn con. Dạ. Rồi mình đi tham quan chợ tiếp tục thôi cô chú. Đây thì bán trái cây rồi các loại nè. Đó. Kế bên thì là bưu điện luôn. Bưu điện huyện Đầm Dơi tỉnh Cà Mau cô chú anh chị. Đây bà con bán vé số thì có cái tủ có bán ha. Đó. Rồi chúc mấy anh mấy chú nhiều sức khỏe nha.
Dạ, sẽ đi hướng này nha cô chú. Mình sẽ đi dài lại đằng nhà lòng chợ đằng đây mình tham quan. Đây có anh trai bán khăn với bán giỏ nè. Thằng giá rẻ luôn ha anh. Đó. Bốn cái này. Cái màu nào anh? Bốn cái bốn màu dễ dễ xài. Ai có mua khăn thì ghé ủng hộ anh trai. Chúc anh mua bán đắt nha. Dạ. Cô bên đây thì bán đồ ăn sáng nè. Sáng giờ bán được không cô? Cũng trả được. Dạ. Đây cô bán món gì cô? Heo quay bánh hỏi, xôi mặn, xôi mặn nữa, đủ thứ hết trơn luôn. Bánh mì heo quay nữa nè. Ồ, hình như heo quay này là mình có bán heo ký nữa nè phải không cô? Có luôn, bán heo ký luôn. Rồi bán ký luôn nè. Ký cô bán như tiền cô? 300. Dạ, ký 300. Đây cô chú chị nào có ăn heo quay, có ăn ủng hộ chế nha, ủng hộ chế đây. Ủng hộ em đi. Dạ. Em cho nó dễ thương hả cô? Dễ thương không? Dạ. Đó, ai có ăn thì lại ủng hộ cô ở đây nha cô chú. Rồi con chúc cô mua ăn đắt nha. Rồi cảm ơn nha. Cảm ơn cô. Cô ở đây bán món gì vậy cô? Xôi ngọt. Đó, đây cô ra hộp sẵn hết trơn rồi cô chú chị. Hộp sẵn, đây hết rồi. Dạ, hộp bự mình bán nhiều, hộp nhỏ bán nhiều cô? Hộp nhỏ 7.000, hộp lớn 10.000 em. Dạ, hộp nhỏ thì 7.000, hộp lớn thì 10.000. Trời, giá thì nó lên, mà giá số thì giật của người ta. Bà nhắn là chịu nổi không? Cái lời người ta có 1.000 mốt. Nè, quay cho bà này nè. Chị không nói gì lại, chị mong cho đó. Mong trời nước cho cái gì chạy số thôi, ngày bắt cái gì. Dạ. Bữa nay Hậu Giang đi, chị ôm 60 bé không trúng một cái gì. Bữa nay Hậu Giang mà ôm 60 bé số đó. Ôm 60 mà không trúng ra đồng nào không? Có trúng một bé nào. Dạ. Có nuôi rồi nhưng không có trúng. Dạ. Giá cái gì cũng lên chân mà giá số người ta có 1.000 mốt mà giật lên ngàn. Dạ. Có ngàn. Không có ngàn. Có trăm đồng. Có gì thì chỉ mong có đấy cho nó trả số. Bà đài thì nó nói là lời thì cũng như vậy. Dạ. Ở đây thì mấy người này thì giật lại. Giật lại. Giật giá lên kìa. Ở đầm giờ này mấy cô bán giấy số rất là bức xúc nha cô chú anh chị. Dạ. Dạ. Bánh mì cô chú. Dạ, ở đây thì bán những cái đồ ăn, thức ăn nhanh hay lẹ. Dạ, con bên YouTube thôi à, chứ không phải bên đài. Dạ, cả rồi với số mà không có cho trả, bắt buộc bán, đại lý bắt buộc bán quá. Bán nhiều đó, không cho trả lại. Dạ. Cái gì đại lý là trả bán không cho trả đâu. Dạ. Dạ nói nó yêu cầu ở chỗ là công ty người ta phải cho bán, ví dụ bán được nhiêu được, còn không hết đó, thì cho người ta trả lại cho trong bắt. Dạ. Chứ lỡ mình lấy cái bữa nào mưa gió bán không được cái là ôm cái là lỗ vốn à. Mấy cô hợp lại không có lên này đi nói được hả mấy cô? Không nói vậy rồi mấy có nói được đâu. Dạ. Giờ mấy bà này ở đây giờ nói là bán được thì lấy được thì lấy, không lấy được thì thôi. À. Dạ. Không được thì bán được người khác. Dạ. Thì đó thì bây giờ đang nói đó, trời ơi mà tranh thủ rồi cho mấy người già. Dạ. Bà năm nay mấy mươi rồi bà? 73. Dạ, là đó giờ là mình bán năm dư nè, 5-6 năm rồi. Bán 5-6 năm rồi hả bà? Dạ. Con trả cái bắt đầu sách chạy xuống. Dạ. Đó. Chỗ khác là ở trên là người ta cho trả nhưng mà về làm dơi không cho trả cô. Dạ. 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 Đây tội nghiệp mấy cô mấy dì mấy ngoại bán vé số ở đầm dơi của cô chú ơi.
hay gô mấy gì mấy ngoại thì bán ở đây hồi trước là được trả đó, mà bây giờ thì không có được trả với số nữa, bán không hết thì phải ôm đó. Mong sao cái đầm dơ này cho bà con trả ha. Đây mình đi lại đây xíu là đụng cái nhà lồng bách quá của chợ Đầm Dơ của chú. Cũng lâu lắm rồi em mới về lại Đầm Dơ để quay cho cô chú anh chị xem nè. Dài đây thì có bán đồ nướng luôn cô chú. Nem nướng. Ồ, tôm kìa. Tôm cá. Trời ơi. Dạ. Cho con quay xíu nghe bà. Quay không đưa tao lên đài rồi về qua nhà về. Dạ. Đó lên đài luôn. Đưa lên đài mấy đứa nhỏ con ra. Đài Cần Thơ là gì á? Thằng nào Cần Thơ là gì con? Con ở Vĩnh Long. Đó. Dạ. Bố hôm là tự nhiên thấy nó quay sao giờ lá cai con đẹp con này con kia đâu con lịch đâu. Dạ. Đó. Nó xuống nó cũng cơm vậy nó quay lên thằng Vĩnh Tây á. Vĩnh nói là trời trời bắt cá được lên đài tao. Dạ. Cái đó là mình ăn lựa là tôm nha bà. Tôm đất con dạ. Đất sống bự. Tôm đất sống bự. Con này sú nè. Đây là sú. Một ký mình bán nhiêu vậy bà? Một ký bán 120. Cô lô cho con 100 ngàn không đi cô. Đây sú này là bà bán đi cho ai đi. Cái đó nửa ký đó. 50 ngàn đó. Bên đây bán tôm đất là nửa ký 50 ngàn. Cái này bán 50 ngàn. Có nhiêu? Quá trời rẻ luôn. Cái này 300 ngàn 25 ngàn. Chị ký 80. 25 50 chục là 300 ngàn hả? 24 ngàn hả? Chị tính 225 còn chậm. 25 là... Ta tính miệng hay lắm. Ta cho thêm mà. Dạ. Chị em ở trong này đâu mà. Ba tính miệng đâu đâu, ba tính miệng là... Có lòng có nghèo đó. Có tính đâu? Dạ. Vuông. À, bà ngoại đây là có hô mua luôn. Đúng dạ. Hô mua luôn cô chú ơi. Ai có tôm cá thì em ra đây. Mua hết, mua đi bán lại luôn. Dạ, mua đi bán lại. Sáng tay là lắm tiền. Dạ. Đại diện ngân ngân lại 500 ủa 610 gram rồi. Rồi này ký 6 Ngoại tính hay quá ha. Rồi. Lớn tuổi tính hay quá. Ừ, ngoại này mà ai muốn qua. Quay tao lên đài mà nhắc tao thằng Vinh đó. Dạ. Tớ có con người ký. Dạ. Trời ơi, ngoại này là dễ thương dữ lắm luôn đó. Dạ. Nổi tiếng rồi đó. Ngoại là nổi tiếng Đầm Dơ luôn rồi nha. Đây là cả Đầm Dơ đó. Mấy quận rồi đó. Mấy quận rồi đó ngoài. Cái lục mấy quận chở đi Sài Gòn chứ rồi ta kêu chở về chôn đó mà sao tụi nó không chịu đó. Sao vậy ngoại, sao chết hụt vậy? Đi về bệnh đó. Dạ. Cà Mau nó chuyển đi. Dạ. Ta kêu chở về chôn nó tiền bạc đâu mà chở đi rồi con khổ đó. Dạ. Ngoại mướn con đếm tiền tiếp đi ngoại ơi, tiền đây tưới cho ngoại. Tiền đây tưới rồi kìa. Lót lai đó. Nhỏ nhất là 60 đó chứ. Đây, nhỏ nhất là 60. Ừ. Tôm tươi. Tôm đen ra được rồi. Không, vậy đó. Sao chọc? Tôm đen. Tôm đen. Mắm ngon lắm. Mắm tôm. Tôm đen đây là mắm mắm tép của chúng tôi. Đỏ tươi. Đen hả? Đỏ tươi. Trời ơi, đặc quan rồi. Mày cãi ăn buồn với tao không? Tao làm đỏ tươi luôn. Chồng làm lộn xộn lắm chứ. Không. Không phải, đừng có bơi khô không? Đúng rồi. Bơi vừa ráo. Bơi khô thì nó để lâu được. Để là nó chậm chua. Đồ mua gì con? À, mua cái kèo đó con. Cái kèo của ngoại bán ra. Dạ, hồ tươi sống luôn. Cái kèo vuông đó, kèo vuông đó con. Vuông. Dạ. Lấy hết cây gì con? Rồi, con mua cá kèo vuông đi rồi. Cái này là lương nè cô chú, lịch chứ. Ngoại đây bán nhiều các mặt hàng lắm nha. Cá, người tôm, tép. Lịch. Dạ. Nó mà nếu không đi vòng vòng rồi lỡ ngay chỗ cái thằng bán vé số thằng đó đó con dạ. Con ấy nha. Dạ. Cái thằng ngồi xe lăn đó. Dạ. Rồi nó nói. Dạ. Rồi ảnh đi đâu rồi cô? Đó đó, à dạ. Dạ. Thôi mình đi về dài. Con chúc ngoại gì sức khỏe nha ngoại. Con cảm ơn ngoại nhiều nha. Chúc ngoại mua ăn đắt nha. Ai có ăn tôm tép gì ghé ngoại đây cô chú. À. Đây có cái đường cặp bên hông đi vô cô chú. Ồ. Xin lỗi chú. Giờ chú này giải tỏa chú lỏng ta. Hồi một năm về trước em đi là có nguyên cái khu nhà lồng ở phía trước này nè cô chú. Để nhà lồng bách quá. Giờ giải tỏa chống trải hết trơn rồi. Đó.
giờ lòi ra phía sau lưng mấy cái nhà lồng khu chợ thịt, chợ cá, rau củ đồ ở trong đó thì cô chú. Đây có bảng cấm ô tô xe tải đậu sân chợ nha. Cô ở đây bán đồ ăn sáng đó nè. Bên đây đối diện thì có cái cổng để là khu chợ mới thị trấn Đầm Dơi của chú. Đi ra sau trong đó thì có nguyên cái dãy nhà đồng chợ mới, nhưng mà bà con thì bán buôn ở bên đó rất là ít. Đây có bãi dưới xe đó nè, xe đạp, xe hai bánh. Cô chú nào có muốn gửi thì lại ra phía trước này. Chào chú. Đây bán đồ ăn, bánh bao, bánh tiêu. Rồi, giờ tới đây mình quẹo hướng này để đi vô chợ cô chú anh chị. Ồ, dài trước đó thấy đi cũng sơm quá kìa. Đây cũng có mấy chú chạy xe như đậu đây nữa nè. Con chào mấy chú. Ê, con chết luôn. Về hả cô? Về bán hả? À giờ đi vòng vòng bán hả? Ừ. Dạ, không ngồi đây nữa sao? Ngồi ta đuổi biểu con lại làm gì mà con đó biểu ngồi đây. Dạ con không biết, tại sáng con thấy ngồi dài dài đi cũng đông lắm nè. Dạ. Dạ mấy cô đi vòng vòng bán cô chú. Dạ. Sáng cô chú anh chị lại đây sớm á thì có mấy cô ngồi bán rau dài dài ở đây. Bán giờ này thì sáng chưa làm việc á người ta bán, chừng làm việc ta đi. Dạ, tới làm việc thì mình đi vòng vòng mình bán ha cô. Dạ. Rồi con chúc cô mua bán đắt nghe cô. Dạ, dạ cảm ơn cô. Mình đi thẳng là vô trong phía nhà lòng chợ luôn cô chú. Ồ dạ đây thấy sơm rồi nè. Dạ sớm giờ bán được không cô? Dạ. Dạ. Cảm ơn cô chế nhiều nha. Chế đây bán bùn bồn nè cô chú. Đó, mình vậy mình bán nhiêu tiền chế? 25.000 à. 25.000. Dưa 15.000. Dưa bùn bồn thì 15.000. Đó. Quá trời rẻ luôn. Ai có ăn bùn bồn thì kiếm chế ở đây gấp nha. Em chúc chế không ăn đắt nghe chế. Dạ. Dạ. Đây bán bánh nè. Dạ con quay YouTube á cô. Mấy bà bán rồi mấy kìa. Nói nghe nào, quay cái này có gì không? Dạ cái này con quay cho bà con xem thôi à, chứ đâu có gì đâu. Đây hả? Dạ. Quay hả? Con quay bên YouTube á. YouTube là gì đâu không biết luôn mà vậy. YouTube là quay để đưa lên mạng á cho bà con ở xa. Ở xa mà ở quê mình mà đi xa nhớ quê lại mở lên coi. Ở gần cũng có thể mở lên coi chơi cho đỡ buồn cũng được. Nghe YouTube, không biết YouTube là gì luôn. Dạ, cái này mình bán. Còn cái vụ gì mà đi vô nhà người ta mà quay những người nghèo khổ là có không? Cái đó là mấy anh YouTube bên Thiện Nguyện. Cũng là YouTube đó phải không? Cũng là YouTube luôn nhưng mà chia theo nhiều cái dạng lắm cô. Như là người review xe, người review nhà, người review đồ ăn. Vậy hả? Dạ. Để hồi hôm qua bịch vậy mình bán như tiền bà 30 con 30.000 là được nửa ký ha. Nửa ký. Dạ đây là bột củ sắn chè. Chè bỏ vô bột sắn nấu chè. Bột sắn nấu chè. Bột sắn nấu rất chè ngon nha. Ai có ăn thì lại ủng hộ bà ngoại đây. Con chúc bà ngoại mua bán đắt nha. Rồi, con bột sắn nấu chè. À, đây đi qua chị Kèo. Chào chị Kèo khỏe chị. Dạ cả năm trời ha. Lâu rồi. Dạ đây chị Kiều bữa nay bán món gì đây chị Kiều? Dạ cà phê. Dạ cà phê. Dạ cà phê. Dạ cá rô phi hả chị? Cà phê á, cà phê mình á. Cà phê riêng, cá rô phi riêng. Dạ. Này cà phê đi cô chú. Đó. Rồi dạ. Rồi tôm mà đều nó nhỏ, tôm bạc nó nhỏ. Tôm này tôm bạc. Thiên nhiên, tôm thiên nhiên. Dạ, tôm thiên nhiên. Ký mình bán nhiêu chị?
60 ngàn ký ha. Dạ. Bên này cua biển ha. Cua biển thì ký mình bán được nhiêu đây? 200. Đây cua cái là cua gạch nè phải không? Cua gạch nhỏ. Dạ. Gạch nhỏ. Dạ. Đây. Đây có gạch luôn nè. Cái chẽm nè, cái chẽm con nè. À. Nè quay dưa cải luôn đi. Dạ. Dưa cải làm nhà không có màu nè, bao ngon luôn nè. Này không có để quá chất này ha. Không, không có quá chất. Người ta làm dưa cải sao không để vô nhà khe chứ. Không không, chế làm không có để gì hết trơn. Dạ. Tự nhiên. Cái chẽm đi chế bán kiếm nhiều chế. Chẽm nó bán 70. 70. Dạ. Đó, tươi xanh luôn cô chú ơi. Còn bên đây thì có tôm sú. Này chắc là 20 con vô ký ha chứ. Hai mấy con ạ? Mấy con ạ? Solo luôn chắc là 30 con ký. Dạ, solo là 30 con ký. Là mình bán như tiền đi ăn ký chế. 160 đó mà không có muối đá. Nó dạ. 160 ký, không có muối đá. Muối đá vô thì nó vô nước thêm nhiều phải không? À, dạ. Cái này tính ra nó còn sống luôn nè, nó đang còn sống như thế nào. Đó. Đây, ai có mua cá tôm gì ghé chế kiểu đây nha. Chế kiểu rất là dễ thương luôn á, vui vẻ. Cô có bán gì không cô? Dạ, cũng bán tôm, bán mắm, bán cá. Dạ. Đây, cô bên đây thì bán tôm, bán mắm, bán cá luôn cô chú. Ai có muốn ăn gì ủng hộ, đây rau vườn nè. Rau vườn. Một bọc gì mình bán nhiêu tiền cô? 10 ngàn. Ồ, rẻ quá ha. Đủ các loại rau hết trơn. Các loại rau đủ hết, rau nấu canh, rau nhúng lẩu. Này ăn mát dữ lắm luôn cô chú. Dạ. Dạ, quay cảnh bà con buôn bán chợ đi nè bà. Chợ Đầm Dơ. Dạ, một năm rồi đó chế. Năm rồi cũng quay đây. Dạ. Đây quay mới đây năm hấm hót trôi qua rồi. Quá lẹ luôn. Mới đây mà được năm mà. Dạ. Cưng ở đâu? Dạ em ở Vĩnh Long. Dạ. Muốn đây quay. Dạ. Đó bịch để mình bán mắm đó ha cô. Ờ, nhà bán mắm bán này kia đồ đủ loại chân cho nó mắm ngon quá trời luôn. Ôi. Tới mắm luôn á. Này mắm cá vậy cô? Cá phi đó làm chả cá phi này nè. À. Vậy là cái này là cá gô phi nè. Cá phi chứ phải là cá gô phi. Cá gô phi hơn khác. Dạ. Đây thì cá phi khác, cá gô phi khác. À. Đó. Mắm đó cô chú. Ký mình bán nhiêu cô? Ký được 80. Dạ. Ký 80 ngàn. Dạ. Quay cái quầy bánh. Dạ, quầy bánh hả chơi. Dạ. Dạ. Rồi, em cảm ơn mấy chế với cô đây nhiều nha. Cả năm rồi đó. Thời gian ấm hót cho mau quá à. Mới ngày nào đi chợ Đầm chơi cứ đây cô chú. Giờ năm trời rồi, bên đây thì bán bánh. Chào anh chị. Cho em xin review gian hàng bánh của mình tí nha anh chị. Quen thoải mái. Dạ. Tên lắm mẹ. Đây quá trời bánh ngon luôn đây cô chú anh chị ơi. Mẹ vô. Để mà qua đây mình xem số loại bánh ở đây nha. Cái này là bánh bò nè. Bánh bò này mình bán sao vậy anh? Nửa ký 30, ký 60 anh. Dạ, nửa ký 30, 1 ký là 60 ngàn. Đây, bánh bò ghế tre ha. Biết luôn. Đó. Còn bên đây thì bánh chuối nè. Bánh chuối với bánh lá mơ. Bánh chuối với bánh lá mơ mình bán sao anh chị? 1 ký 40. À, hai cái loại này đồng giá ha. Chuối này sao em thấy cái màu nó sẫm hơn bên đây chứ? Sắp chín quá. À chín quá. Còn này là bánh ướt này cô chú. À, bánh ướt này mình bán sao anh? Cuốn 5 ngàn. Cuốn 5 ngàn. Rồi có chè nữa nè. Chè đủ thứ. Trời ơi, cái gian hàng bánh ở đây thì rất là đa dạng, phong phú các loại bánh luôn nha cô chú. Có bánh bò xốp nữa nè. Bò sữa. Bò sữa ha. Bò xốp đây nè. À, bò xốp là bên đây nè, bánh bò sữa. Ừ, bánh tầm. Dạ. Bánh tầm. Cho dễ danh là bánh bò nướng. Ủa, bánh tầm ngon quá ha. Sao bánh bò sữa là cho cái ông chủ đó ông tên sữa. Ổng tên sữa cho nên là ông đặt là bánh bò sữa. Kênh gì? Kênh của em tên là Khám Phá Vĩnh Long. Phá Vĩnh Long hả? Dạ. Khám Phá Vĩnh Long lên tới Đầm Dơi phá khám phá. Em đặt cái tên kênh nít em vậy thôi chứ em đi à tấn đối tượng hết. Quay đồ thấp chiều hai trăm mấy đó nó gì? Nó phải gì vậy?
Dạ. Lên quạt cái quầy bán xin quay là một tháng. Nè bán xin xa hạt lộ á. Đúng rồi. Làm cho em ly đi. Làm cho em nó ly kìa. Dạ, ngon quá nè. Bánh lọt rồi cô chú. Cái này xin xa. Đậu đen nữa nè. Đây là bánh cam, bánh cào. Bánh này tuổi thơ dữ dội lắm rồi cô chú. Trời bữa mà mình đâu không quay mà còn dữ và bánh cơm nữa. Thành Minh đó ha anh. Dạ là tháng tháng mấy ta? Tháng 2 với tháng 3. Tôi để từ đó đi, từ đây nè. Học qua đi. Hình như là năm trước em nhớ anh bán bên đây đúng không ta? Từ đó gì bán đây hả ta? Dạ. Nhớ lộn là thằng bên đó rồi đó. Vậy hả? Có người bên đó bán đó hả? Ừ, đi về. Dạ. Đi về nhà. À, vậy hả cô, hả chị? À. Đây, có em nhiêu vậy? 10.000. À, làm cho em thêm ly nữa đi. Dạ. Rồi đi ra lấy cái gì? Là làm luôn đi để em mời chị ruột của em ở đây. Chị ruột này nè, hồi xưa dẫn em đi quay nè. Dạ chị ruột mời chị ly ăn lấy hảo với em ăn đi em mua thêm ly nữa rồi. Dạ đây em gửi tiền thêm nè. Một ngày biết bả bán nhiều ký không? Nhiều ký anh? 500 ký á. Trời ơi thiệt cái chơi dữ vậy. Ngày 500 ký là cũng là VIP á nha. 500 ký là 10 ngày cộng lại. Dạ, 500 ký là 10 ngày cộng lại. Vậy cũng được. Còn bánh này là bánh gì ở đây anh? Bánh bò xốp á. Bánh bò xốp á hả? Còn này đậu phộng làm nhà nè. Dạ. Bánh hột đậu. À. Một keo gì mình bán nhiêu tiền? Một keo chỉ là 60.000. 60.000. Đây. Quá trời ngon luôn nè cô chú. Ly gì có 10.000 à. Đây em này tạo kênh là sao ta? Mình muốn tạo là làm sao ta? Mình tạo hả? Thì giờ mình đăng ký Gmail trước. Xong rồi mấy mình qua trang YouTube cái mình nhấn tạo kênh. Dạ, rồi cái mình quay clip mình đăng lên. Cái là tôi làm nhà với bạn Nhân Giang đó là tôi đăng lên. Đó, anh làm cái đó anh đăng lên người ta coi dữ lắm á. Tại vì làm cái mà toàn bộ mà. Toàn bộ này là ở nhà mình làm không ha? Ở làm nhà không mà. Dạ. Lúc nào mà ôm tủ hấp không đó. Trời ơi. Đầy đủ hết. Vậy cái này là anh quay anh trước tiên anh quay đăng lên TikTok đi. TikTok là dễ nhất luôn. Nó có cái phần mềm mà chỉnh sửa các sửa video trên đó luôn. Rồi anh nổi tiếng cái là anh qua bên YouTube này anh đưa lên. Đó. Anh quay mà không biết. Dạ. Thì giờ chơi TikTok trước đi rồi từ từ làm quen dần dần là qua bên đây là lộng mà. Rồi chúc anh chị mua bán đắt nha. Đây em mời cô chú anh chị cùng hưởng hức ly bánh lọt với em nghe. Qua đây mình hưởng hức luôn cô chú nhờ ké cái chỗ này. Đó. Thôi rồi. Cái lớp ở trắng trắng này kêu nước cốt dừa nè cô chú. Kẹo nè. Đó, nhìn nó ngon không? Biểu luôn. Để em quậy lên cái nghe cô chú anh chị. Ôi tính ra cái này đủ thành phần hết trơn trong đây luôn nè. Hột lựu rồi đậu đen nè cô chú. Rồi bánh lọt. Dưới này có xương sáo dưới đít nữa mà quậy lên không nổi cô chú anh chị. Đó. Đây em mời cô chú anh chị nha. Hôm nay ăn ngọt với em. Dạ kêu em hả? Dạ chị bánh ú. Dạ cái này là bánh ú nước cho hay là bánh ú mặn hả chị? Bánh ú nhân thịt nhân dừa. À nhân thịt với nhân dừa nè. Dạ đây chị ú chị bán bánh ú đây cô chú rất là xinh đẹp luôn á. Một chùm vậy là mình bán được bao nhiêu tiền chị? 40.000 chùm à. Là 10 cái ha. Đây cô chú. À, cái này là kêu bánh ú nhân dừa. Dạ. Còn cái bự là kêu bánh ú nhân thịt. Bánh ú nhân thịt một cái là mình bán được nhiêu chị? 10.000. Hai cái là 20. À, chị bán bánh ú cười rất là tươi luôn nha cô chú. À, quá chị dễ thương luôn. Dạ. Dạ em cảm ơn chế nhiều nha. Đây đi vô đây quay dài dài luôn. Dạ chị em có duyên quá ha.
năm trời vẫn còn gặp lại nhau á. Vô trong đây á thì rau cũ nè cô chú. Đó. Đây có em bé bán rau luôn. Ôi. Chào con nghe. Trời ơi, mua ly chú ơi. Dạ, ăn đi chế. Rồi em mua ly khác. Cười con, cười chú ai, cười ai. Con mấy tuổi rồi? Ôi. Quá giỏi luôn nha. Mấy tuổi rồi? Có gì em? Có mười mấy tuổi. Dạ, vậy là chưa được 2 tuổi. À, là gì? Đó. Tụi gái quá trời dễ thương luôn cô chú. À, ai mà có con nhỏ nhỏ lại đây làm xui với con đây. Làm gì là nhớ cười đồng bằng con cười vui vẻ cười vui. Quá tuyệt vời luôn. Cảm ơn con nhiều nghe. Chúc con là chăm ngoan học giỏi nha con. Rồi con chúc cô ngoan đắt nha cô. Đây là cái khu ở trong nhà lồng chợ Đầm Dơi này cô chú. Dạ thì cô bác ở đây bán rau củ các loại ở đây. Đó. Rất là nhiều những cái mặt hàng rau củ rồi luôn cô chú ơi. Đây có khóm rồi, củ sắn rồi nữa nè. Đây bên đây thì bán cá nè cô chú. Một cái chạy oxy kìa. Con chào cô. Sáng giờ bán được không cô? Cơm ngày 2 bữa. Cơm ngày 2 bữa. Đây là mình chiên bán cá nước ngọt hả cô? Bán chiên bán nước ngọt con. Dạ. Thì cá gô với cá điêu hồng cô chú. Cá điêu hồng, cá lóc, cá chê, cá ba sa, cá dồi, cá hú. Dạ, cá lóc, cá chê nè. Bên đây là cá dồi với cá hú. Đó. Đây cá dồi nguyên mâm luôn cô chú anh chị. Đây ớt đó hả cô? Ớt cô ơi. Ớt. Ớt, bông súng. Bông súng nữa nè. Xải nè, bên đây nè. Bóng me đầy đủ. Bóng me. Đó. Dạ. Chị này phụ là con gái cô hả cô? Dâu. Dâu, dạ. Dâu. Quá trời giỏi luôn. Giỏi luôn. Dạ. Giỏi mà con. Con có đâu giỏi, con dở con chết. Dạ. Là mắm mình làm nhà luôn hả vậy cô? Mắm mua coi. Mua hả? Lấy dừa. Dạ lấy dừa. Lấy đi bán lại. Mắm chắc là mắm cá rô phi hả cô? Mắm phi, mắm phi. Mắm sạc. Lóc, mắm rô. Mắm cá lóc, mắm cá rô luôn. Đó luôn. Đó. Đậu, đầy đủ hết trơn luôn cô chú. Vậy mà còn quét hơi hơi đủ sống. Dạ. Đây ai có dùng mấy cái mặt hàng này thì ghé ủng hộ gian hàng của cô ở đây nha cô chú anh chị. Rồi, cảm ơn cô nhiều. Dạ, con cảm ơn cô nhiều nghe. Ok. Dạ, chúc cô ngoan đắt nghe cô. Rồi, cảm ơn cô nhiều nha. Dạ, cảm ơn cô. Rồi, mình đi dài tiếp tục qua đây tham quan nha cô chú. Trời ơi, bán mực kìa. Đây là bạch tuộc nè. Con bạch tuộc nó săn là đã ghê luôn. Rồi tới trước này thì bán hoa quả trái cây. Ồ, quá trời trưng bày đẹp mắt luôn này cô chú chị. Dạ chào anh. Dạ. Sao cô biết? Sao? Ở Giang hồi nãy chế bán tôm. À, chế bán tôm hả? Chế bán đậu hũ. Dạ, chế bán đậu hũ. Ở đâu quê chứ? Quê ở An Giang hả? Dạ. Rủ nhau đi uống nước luôn hả anh? Rủ nhau rồi không biết có bị la không đây. Sợ chủ cả rồi la sao? Chủ nào la, có chủ nữa rồi la. Vậy hả? Chị đây là chủ sạp này ha. Vậy là họ đi uống nước được rồi. Chị quê An Giang hả chị? Dạ. Mình ở đâu An Giang? Em ở Chi Tôn á. Chi Tôn. À. Em ở bên Vĩnh Long chứ An Giang. Dạ. Đây bắn bông quá đẹp luôn nè. Ai có xài bông hoa gì thì ghé ủng hộ chị gái đây cô chú. Mấy cái cục đen đen trên đây là cái gì vậy chị? Hút gò. Hút gò hả chị? Để mình quấn với giấy mình hút á ha. Đúng rồi. À. Rồi hút ăn chầu là khác nữa phải không ta? Đúng rồi, hút ăn chầu là cái bịch á. À, bánh hút. À, hút của chú. Hút xỉa. Đây, ai có ăn chầu thì lại đây nha. Có bán hút xỉa nè, hút gò rồi luôn. Một cục vậy thì có giá là 30 rồi cô chú. Rồi hàng ngon hơn thì 60.
đủ loại giá hết trơn luôn á, 450 cũng có luôn. À, ai có xài ghé đây ha. Cảm ơn chị nhiều nha chị. Chúc cửa hàng mình ngày càng đắt khách nha. Dạ. Đây giờ mình sẽ bọc qua đây nha cô chú. Đây thì bán trứng kìa. Với khô các loại luôn. Trời ơi, khô đây ngon không à. Cửa hàng khô rồi lạp xưởng nha cô chú. Cái gian hàng đây trưng bày rất đẹp mắt nha cô chú anh chị. Sản phẩm khô đồ cũng rất là ngon nè. Ở đây trái cây. Dạ, chào cô. Đi hẳn hướng này mình lại là khu chợ thịt nè cô chú. Cô bán tạp hóa ở đây hả cô? Dạ. Đây, cửa hàng tạp hóa của cô vừa rồi. Đó, ai có mua mấy cái đồ này thì ghé cô ở đây. Cô bán bên mấy cái nhà giấy để đốt nè. Này Thanh Minh chắc là bán chạy lắm hả cô? Dạ con ở Vĩnh Long xuống. Dạ. Để đi đây. Con chúc cô mua bán đắt nha cô. Đó, mình sẽ hoành vô đây đi cô chú anh chị ơi. Rồi trước này bán rau củ được các loại nè. Dạ, đầm dơi thì bà con buôn bán trong nhà lòng chợ thấy cũng sôi nổi quá đó. Có cô bán khoai với dừa, dừa khô nạo cô chú. Rồi thì có khoai lang hấp đó gì nè. Chị khoai lang này bán sao vậy chị? 40 ngàn ha. Dạ. Lấy cho em 10 ngàn khoai đi. Em ăn khoai lang không à? Đây bán 3 loại của chú. Khoai lang, khoai từ với khoai mì. Dạ, em gửi. Ủa 10 ngàn cũng nhiều quá nè. Đây bán giá hữu nghị. Dạ. Rồi em cảm ơn chị nhiều nha. À, để em đi ra em coi cái ly bánh lọt còn không, mình xin cái bịch bỏ vô cô chú anh chị. Nãy giờ đi vòng thì giờ mình đi ra đây thăm lại cái ly bánh lọt. Còn nguyên luôn kìa, không ai động đậy hết. Ôi sợ má. Đây này có gian hàng bánh cô mới ra nữa nè. Ồ, mấy cô bán bánh luôn quá trời. Dạ. Mới ra hả? Dạ. Để xin cái bịch đựng cái ly bánh lọt coi. Chị ruột cho xin cái bịch em đựng cái ly được không? Dạ, chả em không ăn được, không cảm ơn chế. Dạ. Ồ, ở đây có cốm dẹp nữa nè. Cốm dẹp lá dứa cô chú. Rồi em cảm ơn chế nhiều nha. Rồi mình đi tiếp tục thôi cô chú anh chị. Chỗ bên đây thì mới dọn ra bán nè. Ở đây công nhận chợ bà con bán cũng trễ ghê. Ở đây bán bánh đồ. Kín hơn các loại bánh luôn á. Vậy ha. Dạ. Rồi kêu bán cho em hộp bánh bánh tầm bánh tầm phơi mì đi. Dạ. Anh nào bán dạ? Bánh gì? Dạ, bánh phơi mì. Bánh tầm phơi mì. Dạ mua 20 ngàn. Rồi 20 ngàn. Dạ. Đưa ở đâu? Dạ em ở Vĩnh Long. Cân lại về Vĩnh Long. Dạ em là khám phá Vĩnh Long. Dạ. 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 Lâu rồi, năm trời rồi, chắc quên rồi. Dạ. Sáng bữa nào mình cũng tầm khoảng giờ này mới ra bán hả cô? Dạ. Có gì ta, cái gì, cây ta. Cũng thấy lên lắm.
Dạ. Chợ mình ở đây con thấy cũng nhiều người quay lắm á. Dạ. Đây là bánh bánh ướt này cô chú. Dạ, bánh ướt. Cái này mình làm sẵn ở nhà hết hả cô? À, làm sẵn. Vừa mới chát xong luôn còn nóng hổi luôn. Dạ. Ồ, xong mới chát. Dạ. Dạ. Bánh nó quá trời ngon luôn chú ơi. À, cho bà lên cho bà nổi ơi. Cho lên cho nổi luôn ha. Dạ. Đó. Ai có ăn bánh dân gian gì á thì lại ra khu vực chợ đi cô chú anh chị. Cái chỗ phía trước này xưa là chợ Bách Hóa nè phải không cô? Cái nhà lòng chợ. Dạ, rồi đập bỏ lâu chưa cô? Đập hơn nửa năm rồi. Dạ. Hồi xưa con đi là còn nguyên cái khu nhảy nhà lòng này. Dạ, một năm rồi đó cô. Dạ. Dạ, con cảm ơn nhiều cô. Dạ, đập hơn nửa năm rồi. Dạ. Lần này đó là hai lần đó, đúng rồi đó, chính xác. Rồi, con cảm ơn mấy cô đây nhiều nha. Dạ. Chú đang nấu bánh lòng kìa. Dạ, xuống lúc trước là còn nhà lòng luôn á. Giờ xuống đây cái nhà lòng mất tiêu rồi. Dạ. Chờ hơn hai căn. Thay đổi. Bán giết đứt vốn sang nhà lòng rồi. Bán giết đứt vốn sang nhà lòng luôn. Không nữa có vốn mà xây lại nhà lòng mà chắc ngon lắm á. Dạ. Đi có chút xíu rồi hả cô? Dạ. Ba bọc rồi đó. Để coi hồi còn gì nữa không? Dạ. Mua tôm mua cá không ăn được. Tại mình còn đi nữa á, chưa có gì à. Dạ đúng rồi, cái gì mình xử liền á thì mình mua ăn được. Rồi, cô ở đây chạy người bạn vậy đó. Dạ. Cô lại nhậu. Trời, nhậu chập đi da hồng nó bắt chết luôn ạ. À. Gào à, cô chú, gào sống à. Dạ. Ở bên kênh gì? Dạ, em bên kênh YouTube là Khám Phá Vĩnh Long á. Cái gì có chú à? Hả? Bánh gì? Dạ, Khám Phá Vĩnh Long. Khám Phá Vĩnh Long. Dạ, đúng rồi. Ở đây là mình bán, bắt đầu mấy giờ bán vậy chứ? 3 giờ mấy, 2 giờ rưỡi. Wow. 2 giờ rưỡi là bán mới. 3 giờ 10 rưỡi mới. Là ở đây có chợ đầu mối. Dạ. À dạ. Rồi sáng bán chắc tới trưa về ha. Tới 6 giờ cũng về. 6 giờ chiều luôn. Ồ tính ra cũng cực quá ha. Rồi em chúc Chế mua ăn đắt nghe. Dạ, cảm ơn Chế. Đây mình đi dài ra phía sau nè cô chú. Rồi. Phía sau này là chợ hải sản nè. Wow, sao này bà con đi chợ cũng sôi nổi quá đây cô chú. Cá mắm rồi hải sản rồi rất là nhiều luôn kìa. Bên đây bán cá sặc kìa. Cá sặc vàng với cá sặc bốn. Cá lóc dạ đây cá đồng rồi cô chú anh chị. Cá mắm gì dài rất là nhiều nha. Ồ. Này cá lóc đồng. Cá sặc thì 150, cá sặc ta bướm đó cô chú. Có một à. Ôi dài chú này làm gì đông quá trời luôn nè cô chú. Chỗ này là cái dựa cá của cô Hồng. Rồi con như sáng đi ra đây đem cá ra bán tôm rồi đó.
quá đông luôn. Ồ, ở đây cái bến này là đi mặt tiền hai mặt tiền luôn cô chú, trên bờ với dưới sông luôn nha, những người ta đi giỏ dưới sông nữa. Đây là quang cảnh ở phía sau khu nhà lồng chợ Đầm Dơi nha cô chú anh chị. Đó. Rồi mình đi tiếp. Dài đây thì có bán trăng nữa cô chú. Ồ mấy con trăng nó lột da ra rồi ớn đó cô chú anh chị mình. Có con lột da, có con chưa lột. Mé bên tay trái em nha, những gian hàng bán trăng đó. Đi hẳn này là hồi mình bọc ra ở ngoài cầu Dương Thị Cẩm Vân được luôn nha cô chú anh chị. Ở đây thì bán mấy cái nồi đất luôn, còn rất là nhiều nè, mấy cái lò ông táo, lò gàng nè cô chú. Mấy bịch này là bịch gì hả chú? Cá. À, hút cá hả chú? Cá nữa, tôm. Dạ. Nếu mà mình muốn hút cho nó hết để mình nuôi tôm là mình phải mua cái này về mình gãi không chú? Đúng rồi. Dạ. À, hút cá xong mình mới thả tôm được. Dạ, chứ không mà nó ăn hết trơn tôm luôn. Đúng rồi. Dạ. Một bịch gì mình bán như tiền chú? Bịch 15.000. Ồ cũng rẻ ha. Cái này mình mua có thể đi đánh bắt cá cũng được đó nè. Đánh bắt cá mình bỏ xuống biển sao được, có nhiêu đâu nổi. Dạ. Có cái ao nào á? Dạ, không kiếm cái hang cá chê cái gì đó mình nhét vô. Nhét vô nó chết. Dạ, nó chạy ra. Rồi, con cảm ơn chú nha. Dạ. Cá cô chú. Rồi giờ đây bán hang. Hàng nước bự bự không này cô chú chị mình. Hàng nước nè, rồi có hàng này hàng lỗ nữa nha. Đó. Hàng rất là nhiều nha. Rồi phía sau này bà con bán chuối quá trời luôn nè. Chợ Đầm Dơi khu vực phía xa khá là im ắng luôn chú, ít người đi chợ nhưng mà bà con bán xung quanh chợ thì cũng dạ. Ngoại nói gì vậy ngoại? Ngoại nói gì với con vậy? Dạ anh cua là quê đây hả ngoại? Quê nó ở Cái Nước. Dạ anh cua là quê Cái Nước. Dạ, rồi lâu lâu là chị đó xuống đây lấy đồ hay gì ngoại? Xuống đây nó quay nè. Dạ. Nó mua bún chung đồ bệnh. Dạ. Nó quen với nhỏ gái với cô ba nè. Dạ. Thì ra là chị anh cua có quen ở đây. Dạ. Con cảm ơn ngoại nhiều nghe. Hình như là cái con nhỏ bạn nó mới đám cưới gì đó. Dạ, mới đám hỏi cái gì à? Trời ơi, đám hỏi mà cho vàng cũng biết. Quá trời vàng luôn ha. Cây, dạ, cho rồi, vàng là con thấy mấy, nhiều lắm á. Mấy cái cọng dây mà gắn hình này hình kia rồi vô đó. Cái mặt con heo hay là gì nè đó. Dòng xi măng gì, ô cà gá gì từ lưa trơn. Dạ. Vào rồi, đám cưới đám cái hay mề đó. Quá ha ngoài hả ngoài. Có tiền rồi, có điều kiện anh rồi đám cưới. Dạ. Nhỏ này là bạn của nó. Dạ. Nó xuống đây cũng nhỏ, nó xuống đây mà cũng khá lâu rồi, mấy tháng rồi không thấy nó xuống. Dạ. Rồi con chúc ngoại nhiều sức khỏe nha. Dạ. Con tôi cũng khỏe. Chào cô bên đây bán ha. mấy cái lồng này để văng mắt cá rồi cô chú đặt cua cá nè. Cái lò đặt cá.
Cái lò là cá con. Ừ cái lò này bự quá ha. Cái lò. Dạ. Cái lò thì nhỏ hơn cái lò đúng không cô? Cái lò này nè, cái này là còn cái lò, còn mấy cái đó là cái lò. À vậy là cái lò. Cái này là cái lò nè. Dạ, cái lò bự hơn cái lò. Cái gì đây? Dạ của em là Khám Phá Vĩnh Long. Dạ. Lâu dữ mới xuống nha. Lâu rồi. Một năm trước. Có hôm đó có bước chân miền Tây cũng đông rồi hay gì đó. Vậy hả? Dạ. Giờ mấy ảnh đi về làm qua hết rồi. Làm qua hết rồi. Ừ, tới mùa. Dạ. Mấy cái này để mình đựng cá đó ha. Cái này là kêu bằng cái khả. Cái xả. Cái khả. Cái khả. Khả đựng tôm, cộng tôm đất á. Dạ. Đi đựng tôm đất. Dùng chả chắc không có này đó. Dạ, ít lắm. Không có gặp. Mấy dùng ở đây có vuông rồi nuôi tôm cũng có. Dạ. Cái bự vậy mình bán nhiêu tiền vậy chứ? Cái đó là 60. 60 ngàn. Cái 70, 90. 70, 90 là bự hơn nữa. Đây nè. Trời ơi, 90 bự dữ ha. Đây, 90 đúng không? Ồ, cái này chắc là đựng cái 100 kg tôm được à ha? Không, cái này có mười mấy ký. Vậy hả? Ồ. Cái bự quá nè. Người ta gọng sống bán cho có giá, tới tới là phun luộc tôm khô á. Dạ, vậy là cái này mình treo cái mình nhúng xuống nước. Ở dưới sông nè, mình gọng xong dưới trong vuông á, người ta đổ ra xong người ta mới bỏ vô đây là gọng ở dưới vuông. Rồi tôm nó nhảy ra không chứ? Cái này mình có lưới mình đậy trên. À, mình gào lưới lên trên đó ha. Đây mấy cái lỗ này là để cho nước nó giọt vô nè cô chú. Nó vô nữa. Dạ. Con tôm nó bám vô đây nó sống nè. Nó bám vô mấy cái cây trong này nè. Dạ. Cái kia đó nó sống, còn mình như mình gọng bằng cái mũ nó không bám được. À, gọng mũ thì không bám được. Ừ, nó bám được, nó dồn xuống nó chết hết. Dạ. Đó, ai có xài những cái sản phẩm này thì ghé chế đây. Cái này gọi là mê bồ, cái này cổ. Mê bồ để mình đựng lúa phải không chị? Ừ, dưới lúa nhưng mà bây giờ đâu có lúa đâu, dưới đây ta bắn con tôm mà, tắm đất á. À. Cái này là mê bò nè cô chú anh chị, cái này là xưa lắm nè, lâu lắm nè. Ngày xưa là ông ngoại em dùng dí lúa. Ông ngoại hồi xưa dí lúa. Dạ. Dí lúa mà nó cứ trâu. Cứ trâu nữa. Dí cứ trâu hết chứ. Để mình quét vô ăn gì cho lúa nó ra. À, quét cho nó chặt mấy lỗ hẻ lại ha. Dạ, dụi cưng chắc hồi đó chắc không ai nói. Dạ không, đó là chưa thấy vụ đó luôn. Chứ để vậy con dí nó đổ lúa cả chứ. Dạ. Ký 30 đó chứ. Chế này có bán rau rồi các loại này cô chú anh chị. Dạ, đi mua 18 ngàn chế, cái này 600 nha. Đây, rau muống nè, rồi ra luôn. Em cảm ơn chế nhiều nha, chúc chế ngày càng đánh khách nha chế. Cặp bên đây thì có cái bến sông của chú, bà con đi vỏ rồi hay ghé bến này nè, lên xuống của chú. Dạ em chắc có cái tầng lá lâu lắm. Có mua dành lũ không? Sau đây có bán dừa nạo, dừa khô nạo lấy nước cốt nè. Thỉnh thoảng thì có xe chạy ngang ha. Khu này bán chuối rất là nhiều đây cô chú anh chị. Chào cô. Chuối với dừa nè. Đó. Ồ, chuối chín nó treo đẹp ghê luôn rồi cô chú anh chị. Chuối cao. Giờ đây giờ bán chuối chín vàng nghính luôn á. Đây nguyên khu này là tập trung bán chuối luôn cô chú. Ai có xài chuối lại đây. Dạ. Chuối này mình lấy ở đâu về đây bán cô? Trần Văn Hời. Dạ. Đây chuối nè, Trần Văn Hời trở về cô chú. Chuối sim. Đây chắc bà con hay gói bánh nhiều lắm phải không cô? Dạ. Đang mua lắm bà con. Dạ. Con thấy cô bán chuối nhiều với có lá chuối nữa nè. Lá chuối đầy đủ hết trơn. Lá chuối này mình bán ký nhiêu cô? Ký 15 ngàn con. Dạ, ký 15 ngàn. Cô bác anh chị nào mà có xài lá chuối thì lại cô đây. Ủng hộ. Đó, ủng hộ cô. Lá chuối rồi chuối sim. Lại nhiều, ai mua nhiều thì có bớt. Dạ, mua nhiều thì có giá ưu đãi luôn nha. Đó. Còn cái này là chuối mình phơi khô hết con. Ép khô. Ra phơi. Dạ. Ồ cái này mới đẹp ha. Ồ một trái mà mình ép đây được như đây hả con? Chú ép người ta ép đó, không có khuôn đàng hoàng. Dạ. Tròn do luôn ha. Một bịch gì là nửa ký không cô? Bịch tăng lợi bên tăng lợi tâm vô giống chừng vậy đó. À. Vậy là thường mình bán ký nhiêu cô? Ký 50 ngàn. Dạ. Còn cái hàng kia thì không đẹp bằng. Xấu hơn cho. Dạ. Đó, hàng này không đẹp bằng thì 40 thôi. Hàng tốt thì 50. Dạ. Hàng tốt thì ký 50.
Đây là dừa, dừa lột vỏ rồi. Rồi luôn. Dừa khô đó. Trái 10, 15 hả chú? Dạ tùy theo trái lớn với nhỏ. Ừ, lớn với nhỏ. Dạ. Dao động thì từ 10 ngàn cho tới 20 ngàn trái của chú. Ừ. Rồi, ai có xài sản phẩm thì ghé cô, ủng hộ cô ở đây. Cô Tiết. Cô Tiết. Dạ. Dạ, con chúc cô ngày càng đắt khách nghe cô. Học bên đây là nhà lòng bách quá rồi cô chú. Đó, thôi mình vòng lại. Dạ, con cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. Vòng lại mình đi ra dài cua và chợ trái cây với chợ rau củ hôm qua cô chú anh chị. Đây có quán cà phê bán nước nè. Đó, bà con mua chuối. Ờ giờ đây bán quần áo quá trời luôn cô chú anh chị ơi. Đây bắt đầu thấy bán mấy cái đồ Tết cho mấy em bé nè cô chú. Đồ sưng đồ Tết rồi nè. Đẹp đẹp không ha? Bên đây thì có gian hàng bán trái cây nữa nè. Đó. Ồ. Góc này đi ra đâm thẳng rồi tiệm vàng Quang Sơn. Mặt này vậy chứ mà tiệm vàng rồi kinh doanh buôn bán không cô chú. Đây tiệm vàng Dũng. Dạ. Kẹp hả cô? Ờ, có nước uống không? Nước gì, có nước chai hay nước sâm? À, cô cho con ly nước sâm đi. Dạ. Dạ. Uống nước sâm cho mát. Đỏ bánh lọt hay gì vậy? Dạ. Bánh lọt nè, đậu đỏ nè. Đủ thành phần trong đó trơn luôn. Bọc bánh kẹp rồi không đi? Hả? Bánh kẹp cho con mấy đứa con nè. Nhưng mập cô? Mập 20. Vậy hả? Lấy con mập luôn đi. Đó, bánh kẹp đổ tại lò đây cô chú. Dạ. Ồ, quá trời bánh luôn nè. Sao? Dạ. Cái chục luôn nè. Hả? Cái chục luôn hay nào? Chục là bao nhiêu cô? 25 ngàn. Rồi, 20 ngàn thôi cô. Dạ. Chế ăn gì không chế, em tặng chế ăn phụ em coi. Dạ của con. Con là 30. 30. Dạ. Dạ, cảm ơn con. Dạ. Mỹ phẩm. Dạ. Kế bên thì bán giải với bán mỹ phẩm nè cô chú. Đây. Dạ. Chế. Tặng chế à. Ăn đi. Ăn. Ăn đi. Ăn đi có đâu kỳ. Dạ. Thì về dài ra đây hôm qua rau củ thôi chế ơi. Đó, đằng đó đó. Dạ, nhớ chưa? Hai sạc đó. Dạ. Dạ. Ôi, đây bán trang sức rồi ha. Quá lung luôn. Đây bán quần áo. Đợt Tết rồi đây cô chú. Đó. Đây nè, mấy cái áo này đi chùa rồi cũng rất là đẹp đó cô chú. Đó, tự tự như đồ lam vậy ha. Đây, tới khu thì cái đây thì em thấy bà con bán rau củ với trái cây nha cô chú. Ê, chào mấy chế nha. Dạ, em hồi năm rồi chứ không phải năm ngoái. Dạ. À, lúc này kinh doanh buôn bán đỡ không chế? Trễ quá hả? Dạ. Đây chế bán trái cây từ đây qua đây luôn phải không chế? Đây qua đây luôn. Dạ. Đây để em review cho bà con lại đây mua ủng hộ chế đắt đắt nha. Dạ, đợt trước là ba chị em. Còn đứa nữa kìa nó.
Dạ, chạy qua bên kia rồi. Này là nho này cô chú. Đó. Nho này là nho kẹo á. Không hạt với nho Mỹ. Ký mình bán nhiêu tiền ở đây chứ? 80. 80. Đây là nhãn Ido ha. Hả? Năm trước cũng vậy, năm nay cũng vậy hả chị? Dạ. Giờ là đâu có gì thay đổi nữa. Ủa đi tới hả? Chăng à. Ở đây cũng có quản lý nữa cô chú anh chị. Dạ. Rồi mấy bà con bán rau củ giờ dẹp vô lần lần rồi. Trước xa xa là mấy anh nè. Dạ, YouTube của em tên là Khám Phá Vĩnh Long. Tại nickname em vậy đó, chứ em đi là khắp muôn nơi luôn mà. Dạ. Trời, em chúc cửa hàng của mình ngày càng đắt khách nha mấy chế. Dạ, cảm ơn nhiều. Dạ, được 100,000+ subscribe rồi. Dạ, nút bạc rồi. Anh mua về ăn ha. Dạ. Bên đây có cô bán mít nè. Này mít Thái hả cô? Ồ, xẻ ra ngon quá nè. Ký mình bán được nhiêu cô? 15,000 ký. Đó. Đi ngang đây hôm mùi mít lắm luôn cô chú. Đây cô bán mít với lâu sẽ quay gì đó hả? Dạ. Trái này là kêu trái lê kima hả cô? Lê kima. Ma. Ở miền Tây mình hay gọi trái này là trái hột gà đó nè cô chú. Trái trứng gà. Trái trứng gà. Dạ. Gà. Đây một ký bán nhiêu cô? Ký 20. Ký 20 à. Cũng rẻ ha. Rồi đồ chua. Bắt lên cái gì mà cô bắt lên trang Khám Phá Vĩnh Long. Khám Phá Vĩnh Long. Dạ. Nhưng mà clip chợ Đầm Dơ thì ít ngày mới có nha cô. Chứ dạ chưa có liền. Rồi. Bên đây thì có đồ chua nè cô chú. Ổi xôi. Đồ sắn rồi đó. À. Đây bưởi rồi. Này có mua cái gì thì ghé cô ha. Rồi. Rồi con chúc cô ngoan đắt nha cô. Rồi, cảm ơn con. Con cảm ơn cô nhiều. Cái cam nữa cô chú anh chị. Đầy đủ trái cây ha. Gặp đây có đường hẻm. Đi vô đường này là mình đi đụng vô cái nhà lồng chợ Bách Hóa trong á. Đây trước này thì bà con dọn vô giờ trống lỏng một chút. Có mấy anh bên quản lý á, người ta đi từng tra rồi đó. Rồi em mới vừa di chuyển qua một đoạn của mấy anh quản lý của chú. Đi thẳng xíu tới cầu thì Cẩm Vân lại đó. Dạ qua đây hả chế. Dạ giới thiệu gian hàng trái cây của chị Hà Minh luôn. Dạ. Ờ ở đây bán trái cây rồi có như là vô hộp là cưới hỏi nữa nè. Dạ đám tiệc rồi luôn cô chú anh chị, quá đẹp luôn. Ở trong thì có mâm quả rồi ở trên đó ha, trà rượu. Đây là sạp trái cây của chị Hà Minh. Dạ trái cây đủ các loại cho luôn cô chú anh chị. Dạ dạ đang bán rồi, thôi mình đi dài dài chứ ơi. Dạ ở đây là chỗ gái chế đó. Vậy đó hả? Có sạp rồi mà chế còn đi vòng vòng thêm nữa. Đi vòng vòng thêm đó. Trời ơi trời. Dạ. Đây ai có ăn thì ghé ngay góc đường Trần Văn Phú này cô chú. Dạ. Ngay cái sạp của chế đây là góc đường. Dạ. Đó có cô đứng kìa. Có cô đứng luôn. Dạ, để lại hỏi giá trái cây của cô review lên nghe cô chú chị. Con chào cô. Dạ. Dạ. Dạ cho con review gian hàng trái cây của mình nghe cô. Dạ ở đây là mình làm mấy cái này là để đi đám tiệc không phải không cô? Tươi đám hỏi đó, gà vỏ sẵn này cô chú. À ở đây có trái cây là thanh long. Thanh long mùa này ký mình bán được nhiêu cô? Ký 25,000. Dạ ký 25,000. Còn này là trái cây nhập khẩu không cô? Lê Hàn Quốc. Lê Hàn Quốc.
ký mình bán nhiêu cô? Dạ, ký 7 chục. Chế bên đây thì đang làm những cái chùm nhãn ra thị trường bán nè. Kết lá vô hả chế? Chế gắn lá cho nó đẹp. Lá này lá nhãn luôn không chế? Lá sà cừ. Lá sà cừ. Chùm thì chùm nhãn mà gắn lá sà cừ ha. Gắn cho nó đẹp. Dạ, đẹp. Gắn vô nhìn bắt mắt luôn cô chú anh chị. Chùm vậy là 1 kg không chế? 1,5 kg đó luôn. Dạ, 1,5 kg. 1,5 kg, tùy theo người mua nhiêu bán như vậy. Dạ. 1 kg vậy mình bán nhiêu tiền chế? Chế nhãn chùm 35, rụng 25. Dạ. Nhãn chùm thì chế bán 35.000 ký đi cô chú chị, còn rụng thì 25.000. Đó, đây là nguyên cái gian hàng chế trái cây của chế Hàm Minh. Ai có mua gì lại đây ủng hộ ha. Có cứng đâu vậy ạ? Em hả? Em nít em là Khám Phá Vĩnh Long. Dạ. Chế có lên coi thì lên YouTube search Khám Phá Vĩnh Long. Rồi ủng hộ em. Rồi, em chúc chế ngày càng đắt khách nghe chế. Cảm ơn chế nhiều. Đó. Chế cây đủ loại vô luôn cô chú. Đây mình đi hẳn ra đây xíu là tới đụng cầu rồi cô chú cô chị. Ôi. Mít đồ ha, chế cây bên đây bán dài dài dài. Còn đây có quán cà phê, quán nước đó nè. Quýnh ăn tiền hay ăn chơi mấy chú? Trời dữ người ta. Gần Tết rồi ha. Dạ, gần Tết rồi. Đang hô hả? Đang hô quay cho quýnh ăn lại. Rồi, sáng nay về già mà con uống cà phê với giải trí môn đánh bài của chú. Dạ. Vô quay quýnh bài luôn hả? Tối ngày bài bạc không hả anh? Dạ. Đó. Rồi già giải trí cho đỡ buồn phải không? Đó, đó, đó. Quay cái mặt này lên cưng. Cái mặt này nè. Dạ. Để trai nhất ở Đầm Dơi này ha. Không có làm buồn quẹ tao ăn rồi đi quýnh bài. Dạ. Quay ra là người á. Quay đợi, quay tao quay. Rồi có một người mới đặc biệt đó nghe. Dê á con, dê á. Dê hả? Ừ, dê á. Chà. Mất một người là không dê được. Dê nhất Đầm Dơi luôn hả chị? Dạ, dạ nổi tiếng ở đây rồi nha. Đó. Mày nghe kỹ mấy mặt của mày đó nè. Dạ. Rồi, chào mấy anh mấy chú luôn. Chúc mừng chúng mày kẹp cho tao mấy mặt nha. Ừ. Rồi, xin chào mấy anh mấy chú rồi, nha. Rồi, rồi. Lột kiến cho tao quay cái cha. Lột kiến. Đó, sáng khu vực này mấy anh mấy chú uống cà phê với khác chơi giải trí môn thể thao là quýnh bài của chú. Hai ba sòng. Bên đây sòng, bên kia sòng. Tới đây là mình ra lại khu vực của chị Bảy nãy nè. Rồi em mời cô chú anh chị mình đi tham quan tuyến đường này một vòng nữa rồi mình nghỉ cô chú anh chị ơi. Tuyến đường Quỳnh Ngọc Diệp đây nè. Tuyến đường này thì em thấy hai bên thì bán đồ điện cũng nhiều cô chú. Hò rồi nè. Quay cho bộ. Dạ. Quay dạ con quay chợ Đầm Dơi nè chú. Dạ con quay này lên tay. Dạ. Sáng ăn cơm hả chú? Con. Dạ. Ở đây thì mình có nhận sửa đồng hồ hai pin, hai dây hả chú? Giá rẻ luôn. Dạ. Giá rẻ luôn cô chú. Dạ. Đồng hồ xịn không đây nè. Có đồng hồ quá thì lấp lánh luôn. Này chết mẫu nữ à nghe. Dạ. Ê nào có. Dạ chắc cũng hẳn từng lễ mới có chú. Dạ. Có gì chú mở lên trang Khám Phá Vĩnh Long coi nha chú. Dạ. Rồi con cảm ơn chú. Chúc chú ăn sáng ngon miệng nha chú. Dạ.
Dạ con bên YouTube đó cô, YouTube khám phá Vĩnh Long. Dạ YouTuber. Dạ hello, xin chào. Ở đây có một cái cửa hàng salon. Salon của chị Quyền Trang ha. Đó, làm đẹp luôn cô chú. Đây ai có làm đẹp thì lại salon Quyền Trang ha. Rồi, chúc chị ngày càng đắt khách nha chị. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, con này thấy hân hiện vui vẻ quá cô chú ơi. Đây tiệm vàng Mỹ Ngân nè. Cũng rất là lớn luôn. Đó. Quá trời mấy cửa hàng, cửa tiệm ở tuyến đường này luôn cô chú. Này bán đồ điện. Ồ. Quạt máy. Nồi cơm nè. Ôi dài đây cũng rất là nhiều những cái studio với salon luôn chú anh chị. Đó, đây là cửa hàng áo cưới nè. Kế bên là salon làm đẹp nè, làm tóc nè. Đó. Anh bệnh trật tự kết hợp rồi với công an nữa một chút mới đi tuần tra. Khu này thì có mấy cô mấy chị nhận sửa đồ máy đồ ở đây nè. Đó rất là nhiều những cái máy may, cô mấy chị ngồi dài đi may luôn một chút. Chào cô. Dạ đi con mà quay mà mua đồ ăn cỡ đó đó. Dạ. Ở đây có ai muốn ăn gì không? Ăn đã cho ăn luôn hả? Đã cho ăn. Đã cho uống luôn hay gì? Uống không? Để uống luôn. Mua làm gì mà dữ vậy? Vừa ăn vừa uống dữ. Mua cái này ủng hộ bà con. Vậy đó hả? Dạ. Nó chế đây em tặng rồi. Bịch bánh chia gan ha. Thôi. Ăn đi. Không. Ăn đi. Không. Không ăn này em giận à. Mai mốt này em không ghé đó ha. Đem về ăn. Dạ, món gì? Chị muốn ăn món gì? Bào ngư di cá gì không hay là thịt của em? Vậy hả? Món gì mà không có á? Món gì không có á? Không có, không có đãi được. Dạ. Có mà không đãi được rồi. Thì món này khó quá cho qua đi. Dạ. Đây là mình nhận mai đồ luôn không chế? Hay là sữa không? Dạ sữa quần áo. Đồ ngủ gì cũng sữa hết. Dạ. Ví dụ như cái quần jean mình bị gách một lỗ chế có mai này được không? Đắp vô ha. Dạ. Đó. Đây này là mấy chế đây chuyên sửa đồ của chú anh chị. Ai có đồ muốn sửa đem lại đây. Dạ lên YouTube luôn. Dạ. Lên YouTube luôn quảng cáo lên. Trời ơi. Hên quá chưa có dính. Đây em chúc mấy chế đây nhiều sức khỏe nha. Ở đâu? Ở đâu? Em ở Vĩnh Long. Dạ. Xuống đây được mấy lần rồi? Em xuống lần này nữa là lần thứ 2. Em giới đây cũng bà con thân thiện quá trời. Làm ăn nè được không? Làm ăn thì thấy hơi vắng. Hơi vắng. Thấy khách người ta đi không có đông bằng mấy chợ khác em đi. Thế hả? Dạ. Đúng rồi đó. Ở đây bà con đi lai gai chứ không đông lắm. Tép mà bài thời thắc bát quá. Dạ. Làm ăn hơi dở quá. Làm ăn hơi dở ha chơi. Dạ kệ, năm sau mình gắng phấn đấu lên lại. Rồi chúc bà con làm dơi ngày càng phát triển nha. Cảm ơn nha. Dạ cảm ơn mấy chế nhiều. Đây, tuyến đường này đi ra ngoài lộ rồi cô chú. Ra ngoài đường gì Dương Thị Cẩm Vân đó. Bà con thì bên mé tay trái của em kinh doanh buôn bán rất là nhiều.
cô đây lấy giấy che xe lại ha. Dạ rồi cô chú anh chị mình ơi, thì từ sáng giờ là mình cũng đi một vòng chung muốn giáp ở chợ Đầm Dơi rồi. Ở đây em cũng xin tạm gác máy của mình ở đây ít phút cô chú. Vậy rồi cô chú anh chị mình ơi, thì em cũng vừa mới lấy xe thì sáng em mới gửi đây nè cô chú. Giờ mời cô chú anh chị mình cùng dạo một vòng qua bên khu để là chợ mới thị trấn Đầm Dơi với em tham quan một vòng nữa rồi mình nghỉ nha quý cô chú anh chị. Đó. Đây có cổng chào để chợ mới thị trấn Đầm Dơi nhìn khang trang quá nè cô chú. Ở đây thì người ta làm như một cái khu dân cư trong đây cô chú anh chị, rất là nhiều những cái tuyến đường xá cắt ngang hoặc là chảy dọc ha. Đó, vừa chạy tới phía trước này qua cái ngã tư là mình đụng cái khu nhà lồng liền của chú anh chị. Đó. Đường này có tên là Tô Văn Mười. Đó, với nhà lồng chợ đây của chú. Nói chung thì giờ nhà lồng chợ bên đây bà con chỉ buôn bán những cái mặt hàng như là giải dóc rồi một số cái đồ điện đồ này nọ của chú. Chứ rau củ thịt cá thì dường như là rất là ít bán của chú anh chị. Đó. Buổi sáng thì cũng vắng khách lắm. Quán ăn cũng vắng luôn nè. Cà phê cũng vắng. Đây, khu gì dài đây thì đóng cửa cũng còn khá là nhiều của chú anh chị. Những cái này là những cái mặt tiền không đó, mặt tiền mà đóng cửa không? Cho hơi quầy luôn. Trước này có bán đồ Noel nữa nè cô chú. Dạ. Dạ quay chợ Đầm Dơi. Dạ. Quay bên kia xong rồi giờ quay bên đây. Quay đây nữa nghỉ. Dạ. Cảm ơn chị nha chị. Đó cô chú, vắng lắm. Shop quần áo luôn nè. Rồi thì mình chạy ra ngoài đó rồi em sẽ gọi là tổng kết số tiền của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân mà em còn giữ đây cho cô chú anh chị cùng nắm rồi mình nghỉ cô chú chị. Khu chợ mới thị trấn Đầm Dơi đối diện với khu chợ cũ luôn. Rồi quý cô chú anh chị mình ơi, thì bây giờ em sẽ tổng kết coi như là số tiền của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân mà em còn giữ đây ha. Thì ở trong video clip ngày hôm nay em không có sử dụng số tiền của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, thì mong rằng cô chú anh chị Mạnh Thường Quân cũng thông cảm cho con nghe. Thì ở những clip trước con còn giữ số tiền của chú Phúc với cô Minh với những người bạn của cô là 3.675.000 đồng ở đây. Thì số tiền còn lại này con sẽ thực hiện ở những video clip thích hợp của chú. Dạ rồi, thì em cũng mới vừa tổng kết xong số tiền của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân mà em còn giữ đây cô chú anh chị. Đến đây em cũng xin kết thúc video clip của mình tại đây nha cô chú. Một lần nữa chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian quý báu quan tâm và theo dõi đến hết video clip của em. Chào anh, xin kính chúc toàn thể quý cô chú anh chị mình thật nhiều sức khỏe và gia đạo bình an, ấm no hạnh phúc nha. Xin mến chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo của em. Xin mến chào và hẹn gặp lại.